Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Việt Nam Airlines vẫn thua lỗ dù được ưu đãi. Ngày 26 tháng 6, VOA tiếng Việt loan tin Việt Nam Airlines có nguy cơ mất thanh khoản vào tháng 7 nếu không được gia hạn trả nợ. VOA dẫn các báo trong nước bao gồm cả Thanh Niên và VN Express đưa tin hôm 25 tháng 6 trích dẫn một tờ trình của chính phủ gửi đến Quốc hội Việt Nam. Theo đó, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines hiện đang đứng trước nguy cơ mất thanh khoản ngay trong tháng 7 nếu các ngân hàng không gia hạn việc trả nợ, tái cấp vốn cho các khoản vay được chính phủ bảo lãnh. Hình ảnh bản tin trên VOA. Theo VOA, các cơ quan báo chí Việt Nam và nước ngoài mô tả dẫn lại tờ trình của chính phủ Việt Nam cho biết hiện nay hãng hàng không quốc gia đang vật lộn với những khó khăn tài chính do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo hãng tin quốc tế nói trên, tờ trình của chính phủ Việt Nam cho biết thêm rằng Việt Nam Airlines chưa hoàn thành các nỗ lực tái cấp vốn, chẳng hạn như tái cơ cấu các khoản đầu tư không cốt lõi và bán ra các cổ phiếu mới, tuân theo các điều khoản được phê duyệt. Bên cạnh đó, các báo Việt Nam, trong đó có Thanh Niên và VN Express, tường thuật rằng chính phủ Việt Nam nêu rõ trong tờ trình là nếu Việt Nam Airlines không được gia hạn trả nợ khoản vay tái cấp vốn, hãng sẽ phải đối mặt với rủi ro mất khả năng thanh toán từ tháng 7 sắp tới, có nguy cơ không thực hiện được các cam kết với các bên cho thuê máy bay, các đối tác cung cấp dịch vụ, dẫn đến Việt Nam Airlines có thể bị kiện, giảm uy tín với các đối tác. Hình ảnh một máy bay của Việt Nam Airlines. Ngoài ra, VOA cho biết chính phủ cảnh báo rằng hãng cũng sẽ phải chịu các chi phí tài chính phát sinh do không thể hoàn trả các khoản nợ và tiếp tục đơn phương giãn hoãn nợ với quy mô lớn, dẫn đến các nguy cơ phá sản gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Qua tờ trình, chính phủ đề nghị các đại biểu quốc hội cho phép ngân hàng nhà nước được tự động gia hạn thêm 3 lần tại thời điểm đến hạn trả nợ đối với dư nợ tái cấp vốn còn lại của các tổ chức tín dụng đang cho Việt Nam Airlines vay. Thời gian gia hạn mỗi lần bằng thời hạn tái cấp vốn lần đầu. Tổng thời gian các lần gia hạn tái cấp vốn tối đa không quá 5 năm, lãi suất 0% một năm, không tài sản đảm bảo. Vẫn theo VOA, về đề nghị này của chính phủ, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải gia hạn trả nợ để tháo gỡ khó khăn cho Việt Nam Airlines, các báo Việt Nam tường thuật. Cũng liên quan đến tái cơ cấu nợ của Việt Nam Airlines, ngày 27 tháng 6, báo Pháp Luật dẫn phát biểu của đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 tháng 11 năm 2020 đã đồng ý cho phép ngân hàng nhà nước thực hiện tái cấp vốn gia hạn không quá 2 lần, lãi suất 0%. Hình ảnh thị phần vận chuyển hàng không Việt Nam. Báo Pháp Luật cho biết từ năm 2021 tới nay, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, Việt Nam Airlines liên tiếp lỗ nặng. Năm 2021, lỗ trên 11.800 tỷ đồng. Năm 2022, lỗ 8.841 tỷ đồng. Năm 2023, lỗ 4.789 tỷ đồng. Như vậy, qua 4 năm, Việt Nam Airlines lỗ trên 32.000 tỷ. Ông Ngân cho rằng Việt Nam Airlines hiện đang vay tái cơ cấu chỉ có 4.000 tỷ so với khoản nợ đã lên tới khoảng 58.000 tỷ, như vậy khoản này cũng rất ít. Để có một giải pháp căn cơ đảm bảo sự phát triển bền vững của Việt Nam Airlines, đại biểu Ngân đề nghị Việt Nam Airlines phải tái cơ cấu lại nợ và phải giảm nợ ngắn hạn, tăng vốn chủ sở hữu bằng cách phát hành cổ phiếu trái phiếu. Dư luận thắc mắc, từ khi mở cửa trở lại sau đại dịch, vào đầu năm 2022 đến nay đã hơn 2 năm, vì sao Việt Nam Airlines, hãng hàng không số 1 Việt Nam với thị phần vận chuyển cao nhất, ưu đãi vay vốn với lãi suất 0%, tại sao vẫn lỗ dài dài? Tuy số lỗ đã giảm theo từng năm, nhưng những khoản lỗ vẫn còn khá cao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Vì sao Việt Nam Airlines vẫn thua lỗ dù được ưu đãi? Heineken Việt Nam đóng nhà máy ở Quảng Nam. Ngày 25 tháng 6, VOA tiếng Việt loan tin Heineken đóng cửa một nhà máy bia ở Việt Nam vì thị trường suy yếu. Theo VOA, một hãng tin quốc tế nổi tiếng đã dẫn tuyên bố của công ty Heineken, nhà sản xuất bia lớn thứ hai trên thế giới, ngày 24 tháng 6 thông báo tạm dừng hoạt động của một trong những nhà máy bia tại Việt Nam từ tháng này do nhu cầu thị trường suy yếu và mô hình tiêu dùng thay đổi ở Việt Nam. Nền kinh tế tổng thể bao gồm cả ngành bia đã phải đối mặt với nhiều thách thức
do suy thoái kinh tế dẫn đến sự sụt giảm niềm tin của người tiêu dùng và mô hình tiêu dùng, tuyên bố của hãng bia Hà Lan nói. VOA dẫn truyền thông trong nước cho biết thông báo tạm dừng hoạt động cũng đã được gửi tới Ủy ban Nhân dân và Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam. Theo văn bản, nhà máy bia Heineken Quảng Nam đã tạm dừng hoạt động từ ngày 12 tháng 6. Hình ảnh bản tin trên VOA. Vẫn theo VOA, doanh nghiệp của Hà Lan cho biết, ngoài yếu tố tăng trưởng kinh tế sụt giảm, việc Việt Nam triển khai Nghị định 100, trong đó hạn chế giới hạn nồng độ cồn đối với tài xế xuống 0 kể từ năm 2019 đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ bia của người tiêu dùng. Hậu quả là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, thị trường bia Việt Nam chứng kiến mức sụt giảm hai con số vào năm 2023 và tiếp tục giảm ở mức trung bình một con số từ đầu năm đến nay. Vì vậy, theo hãng tin quốc tế nói trên, Heineken cho biết họ cần tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hãng tin quốc tế nói rằng quyết định tạm dừng nhà máy bia Quảng Nam, nhà máy bia nhỏ nhất trong số 6 nhà máy bia của Heineken ở Việt Nam, nhằm để giải quyết các giải pháp liên quan đến tài sản. VOA cho biết thêm, báo Tiền Phong dẫn văn bản của hãng bia nói thêm, quyết định này cũng phù hợp với tham vọng và trách nhiệm của Việt Nam và Heineken Việt Nam trong việc hướng tới mục tiêu không phát thải carbon trong hoạt động sản xuất. Chúng tôi cần tiếp tục tối ưu hóa với ít nhà máy hơn, nhưng mỗi nhà máy lớn hơn về quy mô. Ngoài ra, theo hãng tin quốc tế, Heineken cho biết họ đang tìm kiếm quy mô hiệu quả về kinh tế để hợp lý hóa hoạt động của mình, giúp cho chúng tôi tiếp tục đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng tại thị trường Việt Nam. Hình ảnh nhà máy Heineken Quảng Nam. VOA cũng cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam là liên doanh giữa Heineken và Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn. Hãng bia này bắt đầu hoạt động tại Việt Nam với nhà máy đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1991. Đến nay, Heineken đã có 6 nhà máy. VOA dẫn nhà sản xuất bia Hà Lan cho biết họ đã đầu tư hơn 1,1 tỷ USD vào Việt Nam và các nhà máy bia của họ đã trực tiếp tuyển dụng hơn 3.000 người, đóng góp 1,04% GDP cả nước. Riêng nhà máy bia Heineken Quảng Nam, truyền thông trong nước cho biết trước dịch COVID-19, bình quân nhà máy này mỗi năm đóng góp vào ngân sách cho tỉnh từ 1.000 đến 1.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản đóng góp nghìn tỷ đã sụt giảm liên tục trong vài năm gần đây. Riêng 3 tháng đầu năm 2024, nhà máy Heineken chỉ đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 20 tỷ đồng, theo báo Tiền Phong. VOA cũng dẫn Bộ Tài chính Việt Nam cho biết vào hồi đầu tháng này rằng họ đang lên kế hoạch tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có cồn lên 100% vào năm 2030. Một động thái có thể gây tổn hại thêm nữa cho ngành này. Hạn chế rượu bia là điều tốt, tuy nhiên hạn chế quá triệt để lại gây ra những hệ lụy khác. Có thể thấy rõ nhất trong thời gian qua, chính là chính sách này đã làm tổn thương trầm trọng hơn cho nền kinh tế vốn đang trên đà suy thoái suốt 3 năm qua. Không chỉ khiến nguồn thu ngân sách giảm, mà còn ảnh hưởng dây chuyền đến một loạt các ngành khác như ngành bán lẻ, ngành nhà hàng, khách sạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Heineken Việt Nam đóng nhà máy ở Quảng Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d